Nhà cụ Trần Lâm xin kính chào tất cả mọi người, cũng như xin chào anh Hồ Bảo Việt ở Bình Định đã chuyển khoản đầy đủ số tiền là 10 triệu 400 ngàn đồng đặt mua cây Co BA600 ở bên mình. Thì ngày hôm qua Trần Lâm có đăng lên bán vào buổi chiều, thì hôm nay anh đã chuyển khoản đầy đủ và hôm nay mình sẽ làm một cái clip để mình test đàn, cũng như là quay cận cảnh ngoại hình của nó trước khi mình gửi đi về Bình Định cho anh Việt. Thì theo lời yêu cầu của ảnh là ảnh muốn nghe thử cha 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 nó có hay không, thì bên mình sẽ sử dụng tiếng cha cha để mình điệu cha cha để mình demo cho ngang bài nha. Rồi cho mọi người cũng như anh Việt nghe thử khúc cha cha thôi. Cha cha thì rất là nhiều thể loại cha cha, bên mình đã chép đầy đủ bộ set cha cha 1, cha cha 2, cha cha Thái đầy đủ hết, rất là nhiều thể loại. Rất là nhiều thứ ha, đi chay cũng cực kỳ hay luôn. Rồi, mình sẽ tiến hành mình quay cận cảnh hơn nữa, quay ngoài ngoại hình của nó, để cũng như là mình sẽ test test cái dàn phím này nha. Bên thì nãy giờ là mọi người nghe thử cái bên là bên chuẩn rồi nha. Giờ sẽ test phím tiếng piano. Rất là ok. Khi qua BCD bấm nhảy hết nha. Khi 1, 2, 3, 4 đều bấm nhảy hết. Đó, rất là nhiều hiệu ứng. Rồi mình sẽ test màn hình cảm ứng này. Robo. Ok. Rồi mình sẽ vô một cái thư mục nha. Mình sẽ chọn nha. Rồi, mọi người lưu ý đây là màn hình Core BA6. Màn hình nó cảm ứng bằng cái móng tay nha. Cảm ứng điện trở nha mọi người. Đây mình sẽ test đây. Rất là nhạy nha. Rồi ok. Đó, nhạy hết. Đây ngoại hình của nó nha. Cái này ngoại hình còn khoảng là 90% nha cả nhà. Đó. Cái này giá của nó là 10 triệu tư thì mình đã bán cho anh Việt rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng mới thì đây. Mình còn hàng mới nè, giá hàng mới là nguyên thùng là 15 triệu và đầy đủ phụ kiện luôn là 15 triệu rưỡi nha cả nhà. Rồi để mình xem cái số series của nó là bao nhiêu. Đây. Số series là 23130 nha. 23130. Đó, shop series của này, cái đàn này là 23130. Bên mình sẽ tặng kèm cho anh Việt là một cái USB nè, một cái bao đựng nè, một cái chân đàn, một cái cộng dây âm thanh và một cái khóa học online. Rồi, mọi người có nhu cầu mua đàn cũ mới gì thì cứ trực tiếp alo cho Trần Liên qua cái số điện thoại mình đã ghi sẵn bên dưới nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.